Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mấy anh em mình sẽ đi tới cái đập nước phía sau lưng mình. Cái đập nước này thuộc về thành phố Osage Beach, tiểu bang Missouri. Cái con sông này nó tên là Lake of the Ozark. Mấy anh em mình sẽ đi câu cá ở đây. Ở đây có rất là nhiều con cá bự. Không biết mấy anh em mình có câu được con cá nào ngày hôm nay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi video với anh em mình nhé. Nếu thấy hay nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình nhé các bạn. Hôm nay mình đi có 4 anh em nha. Đây là anh Huy nha. Anh Huy rừng rú, phong cách rừng rú. Còn đây là anh Bi nha, Bi Khua. Còn đằng xa là anh Di cà kìa. Hello anh Di. Để xem hôm nay cái đập nước này tụi mình sẽ câu được con cá gì các bạn. Cá ở đây thì trước giờ cũng đi câu nhiều rồi, cá ở đây rất là lớn các bạn. Có đủ loại cá luôn. Hybrid, white bass, cá trùm, cá chép, cá walleye, spoonbill, nhiều loại cá lắm. Cá lớn không các bạn. Hôm nay thì cái đập nước này nó đang xả nước hơi mạnh nha. Không biết có được may mắn ngày hôm nay không. Mà thử coi làm sao. Ở trên thành sát cái đập nước này có khá nhiều chim bồ câu nó đậu ở đây nha. Nó làm tổ rồi các bạn. Nó làm tổ, nó ở sát cái đập nước này. Ở dưới đây thì nước chảy, nước xả rất là mạnh. Mồi câu với lưỡi câu của mấy anh em ngày hôm nay nha. Hôm nay câu mồi giả, slider, top water. Mấy con top water là mấy con cá câu trên mặt nước không có chìm, còn slider là có thể câu chìm. Chì lưỡi. Slider là nó bơi sâu dưới nước, bơi chìm dưới nước, còn cái con để mình cho các bạn coi con top water nó bơi làm sao. Cá nó quẩn lên hả? Con này là mồi top water nha, nó chỉ nổi trên mặt nước thôi các bạn. Mình kéo nó chạy chạy thì cá nó dí theo nó táp rồi. Nếu mà có cá cắn thì nó sẽ táp trên mặt nước. Ở đập nước thì nhiều khi câu top water sẽ có cá bự. Chưa lên Huy, chưa lên coi anh cá trùm. Anh Di mới kéo lên được con largemouth nha các bạn. Cho mình coi anh cá coi bự không Di cà kìa. Nhỏ hơn rồi. Nhỏ thôi hả? Cá này chắc không đủ size ở đây đâu. Bằng bàn tay à. Ở trên cái đập nước này thì nó có size cho mấy con cá nha, nó có quy định cho mấy con cá này nó còn hơi nhỏ cho nên là không có bắt được nó nha, mấy anh em mình thả xuống nha, phải đủ cái size quy định của nó thì mình mới được giữ con cá lại. Thả nó lại rồi. Ở cái khu vực này cũng có mấy con cá tầm mỏ vịt nha các bạn. Để cho mình quay nè. Các bạn thấy không? Đó, con cá tầm mỏ vịt ở dưới đó bự lắm các bạn. Con cá này không được bắt nha. Câu dính lên là cũng phải thả xuống. Mà nó khá bự luôn. Đó, dính lên. Ví dụ mà các bạn lỡ móc trúng nó thì kéo vô xong rồi tháo ra rồi thả xuống thôi. Rất là nhiều luôn các bạn. Cá tầm ở đây nhiều lắm các bạn.
Anh Huy đừng rú cầm cái vợt vớt cá nha các bạn. Hụt rồi. Mấy con cá tầm nó bơi sát bờ nha. Mà cá tầm nó bự quá, cái mỏ nó dài quá. Cái này là cá tầm thìa nha. Có cái mỏ nó dài lắm, khó vớt lắm. Mấy anh em mình vớt được con cá tầm nha các bạn. Anh Huy anh vớt con cá tầm nhưng mà con cá này không được bắt, vớt lên chụp hình cho vui thôi, quay review cho các bạn coi con cá nó như thế nào thôi. Con này nhỏ mà sai. Con này còn nhỏ. Khoảng bao nhiêu 10 phao không? Chắc hơn 10 phao. Này con cá 14, con cá tầm thề nha các bạn. Để con quay gần cho các bạn coi nè, mỏ dịch nè. Đó. Con cá tầm nè. Nó bơi sát cái bờ để nó vớt cho vui thôi nha các bạn. Quay cho các bạn coi con cá tầm ở Mỹ như thế nào thôi. Bây giờ mình thả nó đi nè. Mấy anh em mình thả con cá tầm này đi. Thả nó đi nha. Không có được bắt nha. Bắt là vi phạm luật ở Mỹ này. Cá gì mà ghê ta? Cá hả? Sao nó không có dịch cho cái cận ta? Không biết dính đá, dính dây hay là dính cá nữa các bạn. Để coi anh Di Cao anh sẽ làm gì. Thấy chạy lên chạy xuống hoài đó Di ơi. Coi chừng cá đó Di ơi. Dính đá nha, không phải cá nha. Huy đi vớt cá nha các bạn. Anh Huy làm mình hố hoài nha anh Huy. Ý Huy vớt con cá tầm thìa nha các bạn. Con cá tầm bự quá. Rớt xuống rồi, rớt xuống rồi. Trời ơi. Uổng quá. Tính vớt lên cho mấy bạn coi mà kéo lên tới trên thì nó dậy rớt xuống. Anh Huy lại tiếp tục vớt cá tầm. Con cá bự quá. Trời ơi. Trời ơi, gì vậy? Bự vậy. Không rồi. Nó dài quá. Kéo nó lên. Bự quá, bự luôn. Nó mà phóng lên bờ ha. Nó phóng lên bờ này chụp nó luôn. Nãy nó phóng tới đây rồi. Sao? Ở đâu chứ lượng em không có cá. Cá tầm, cá tầm. Trời ơi, gì vậy Huy? Trời ơi, Huy lại vớt được cá tầm nữa bạn ơi. Quá dữ, quá dữ. Đừng chiến đấu với nó. Trời ơi, con cá tầm bự quá. Huy vớt cá tầm nha. Tắt cái đèn Huy ơi. Tắt cái đèn trên đầu Huy ơi. Con cá tầm, con này là mấy chục phao các bạn ơi. Bự lắm nha các bạn. Trời ơi, gì Huy, cầm nói Huy. Cá tầm này là cá tầm muỗng nha các bạn. Trời ơi, nó bự. Nó bự. Không được mắc, không được bắt đâu nha bạn Huy ơi, mình phải thả nó thôi nha. Cái này vớt lên quay review cho các bạn cùng coi thôi. Nhưng cá này là cá cấm ở Mỹ, không có được bắt. Mùa này không có được bắt, chỉ được bắt một tháng thôi. Giờ mình phải thả xuống nè.
mấy anh em mình dọn dẹp đi về nha các bạn. Hôm nay ngày thường không phải thứ bảy cho nên là không có câu khuya được, về sớm mai đi làm nữa. Thành quả của mấy anh em mình là hai con cá, một con cá trùm với một con cá white bass. Giờ dọn dẹp đi về thôi. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video kế tiếp. Bye bye. Bye anh Huy. Bye. Anh Duy đang đứng dọn dẹp nè, chuẩn bị đi về. Bye bye. Bye.